Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì em lại cập nhật gửi đến anh chị và các bạn một chiếc xe phục vụ gia đình Chiếc Kia Sedona phiên bản máy 2.2 máy dầu sản xuất là 2018 Xe một chủ sử dụng từ mới biển thành phố Với rất nhiều các tính năng tiện ích bác chủ đã nâng cấp cho chiếc xe Anh chị các bạn có thể quan sát cùng em ngay sau đây Xe thì hiện đang có mặt tại cửa hàng Gia Huy Auto số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, báo trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Với tổng quan của chiếc xe thì anh chị có thể thấy qua từ những phần sơn xi, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có cảnh báo vượt trên gương. Dọc thân xe thì với những chi tiết như là cánh cửa có trang bị hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị cửa lúa điện. Đấy, tổng quan những đường led, dáng xe rồi là những phần mép lối mép cả sơn si của chiếc xe để anh chị bạn có thể nhận định và đánh giá. Ở đuôi xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị các bạn tính năng cơ bản như là hệ thống cảm biến cam lùi, gạt mưa, rồi đèn phanh trên cao. Cốp của chiếc xe sử dụng là hệ thống cốp điện. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì rất là rộng rãi khi mà mình dựng đủ 3 hàng ghế. Hay là mình khi gặp hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ có một cái không gian chứa đồ rất là rộng rãi có thể nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa mà khi không có chỗ nào nghỉ ngơi đấy anh chị có thể thấy qua từ những con ốc mọi chi tiết vẫn còn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản đây là chất lượng về thùng cốp của chiếc xe anh chị có thể thấy là vẫn còn à, ly lông chưa bóc hết trần thì có trang bị hai cửa sổ trời một chiếc xe rất là hoàn hảo đáng để anh chị và các bạn lưu tâm Tâm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ hơn 700 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ gia đình vừa phục vụ gia đình hoặc là mình có thể là kinh doanh dịch vụ xe thì vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác đang có nhu cầu ý định mua trả góp thông tin thì uh, chi tiết về thời gian vay cũng như là lãi suất thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi bảng kê chi tiết cụ thể cho anh chị bạn có thể tham khảo bên trong đây thì nó sẽ có hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai là hai chỗ ngồi chính giữa trung tâm nó sẽ tạo cho anh chị và các bạn một chỗ để đi lên hàng ghế thứ ba không gian ngồi rất là rộng rãi và thoải mái một chiếc xe phục vụ gia đình đây là một chiếc xe đáng để mình chọn lựa trong những chuyến đi xa mình sẽ không bị mệt mỏi xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn như là hai màn hình gối đầu những chi tiết trần xe này rồi là những cái phần ốc yếc của chiếc xe đều còn nguyên bản thành dọc cửa lùa điện đây với rất nhiều cách để anh chị và các bạn có thể là mở cửa đóng cửa có thể kéo từ bên trong hoặc là từ kéo từ bên ngoài Đấy, nhiều chi tiết đi lông còn chưa bóc hết cơ xe định có trang bị rèm che lắng hai bên cánh cửa hàng ghế thứ hai đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe từ những cái phần như là hệ thống keo chỉ đinh tán này rồi những cái phần gầm bệ mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp đây là vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị có thể xem ở đây 2018 lắp ra trong nước Những chi tiết về các phím bấm điều chỉnh chức năng Xe thì có trang bị hệ thống giải trí loa Infinity Và bên trong đây thì là với những tính năng như là cảnh báo vừa trên gương này Chống chân trượt Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Và phía sau thì nó có đèn auto, gạt mưa auto À, đồng hồ dạng ống thể thao, rồi là những cái chi tiết như màn hình giải trí, đề lỗ start top, hệ thống điều hòa tự động, sấy ghế, các chế độ lái eco, sấy vô lăng, bệ tỳ tay, những chi tiết đường led của chiếc xe thì nó rất là hoàn hảo anh chị ạ. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết về phần máy móc của chiếc xe, để các bác có cái nhìn tổng quan và đánh giá kỹ hơn về chất lượng chiếc cái xe em giới thiệu nó còn đẹp hay không. À, những chiếc xe bán ra tại cửa hàng đều có cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị các bạn có thể yên tâm giấy trắng mực đen tránh trường hợp nói mồ anh chị và các bạn nên thêm các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo an tâm trong quá trình sử dụng sau này cũng như là quyền lợi của mình với chiếc Kia Sedona phiên bản máy 2.2 sản xuất 2018 một chủ sử dụng từ mới bản full dầu hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là hơn 700 triệu Thông tin chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình Em rất mong anh chị và các bạn có thể góp ý cho em ở phần bình luận Để em có thể là hoàn thiện hơn bản thân để mang đến nội dung đầy đủ Cũng nhà hữu ích cho mọi người tìm kiếm mua xe Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của mùa An xe cũ